Ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án giết người xảy ra tại căn nhà 4 tầng ở khu liền kề Văn Quán, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, xảy ra ngày 20 tháng 10 khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị DTT, 43 tuổi, chú Văn Quán, Hà Đông. Nghi phạm bị bắt được xác định là DBN, 15 tuổi. Theo điều tra, do mâu thuẫn bộc phát nên N đã dùng hung khí đánh, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, nơi đã phi tang hung khí và quần áo. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà ở khu liền kề văn quán, phường Phúc La. Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, xác minh. Nơi xảy ra vụ án là căn hộ 4 tầng, có vị trí ngay ngã tư đường. Vụ việc được phát hiện khi con gái nạn nhân từ tầng 3 xuống tầng 2 đi học thì phát hiện thi thể người mẹ. Chia sẻ với phóng viên, bà Y, trưởng một hội đoàn thể phường Phúc La, cho biết thời điểm xảy ra án mạng, chồng nạn nhân đi vắng. Bà Y kể và cho biết, sáng sớm, một người con của nạn nhân thức dậy, phát hiện mẹ đã tử vong nên gọi cho bố và bà ngoại. Người chồng liền về nhà. Sau đó, ba bố con đi cùng cảnh sát